Xin chào tất cả quý phụ huynh và học sinh trên cả nước. Thì hôm nay trong cái buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề là học tập an toàn, hiệu quả mùa dịch Covid-19 do hệ thống giáo dục Học Mãi tổ chức, thì có mời đến hai vị khách mời rất là đặc biệt ngày hôm nay, đó là cô Mai Quỳnh, là giáo viên bộ môn toán của hệ thống giáo dục Học Mãi, và ngồi phía bên ngoài tôi đấy là cô Đoàn Kiều Anh, là giáo viên câu lạc bộ ngôn ngữ và EQ. Thì trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì hai cô sẽ có những cái chia sẻ xoay quanh những cái vấn đề làm sao để giúp các bạn học sinh có thể an toàn học tập, an toàn và hiệu quả tại nhà, cũng như là sẽ có những cái phương pháp học tập hiệu quả nhất có thể để cho các con không bị cái khoảng nghỉ dài này có thể ảnh hưởng đến quá nhiều đến cái vấn đề học tập của các con. Thì đầu tiên cô Mai Quỳnh có thể chia sẻ một chút xem là cái thời gian nghỉ vừa rồi rất dài như vậy, thì không biết là cái phản ứng của phụ huynh cũng như là học sinh trong suốt cái khoảng thời gian vừa rồi như thế nào không ạ? Xin chào mọi người, quý phụ huynh cũng như là các con đang theo dõi về cái chương trình giao lưu trực tuyến học tập an toàn và hiệu quả mùa dịch Covid. Thì trong cái thời gian vừa qua, chúng như chúng ta đã thấy là toàn bộ học sinh khối tiểu học cũng như là học sinh trên cả nước thì đã nghỉ một cái đợt dịch kéo dài từ Tết Nguyên đán cho đến thời điểm hiện tại là giữa tháng 3 rồi. Thì trong cái thời gian đó thì mình nhận được rất nhiều phản hồi từ phía phụ huynh học sinh, các anh chị xin thêm về tài liệu, xin thêm về bài tập, cũng như là mong muốn đưa ra những cái lời tư vấn để xây dựng cho con một cái nếp học tập an toàn, hiệu quả. Bởi vì trong cái mùa dịch vừa qua thì chúng ta thấy là tâm lý là các con nghỉ lâu ở nhà mà không được tham gia các cái hoạt động vui chơi giải trí cũng như là các cái hoạt động dã ngoại thì các con sẽ rất là dễ chán nản. Nhưng cái quan trọng nhất mà mình nhận định ý, thì giữa cái việc học tập vui chơi giải trí thì bố mẹ sẽ phải cân bằng hài hòa giữa nó, đúng rồi, cân đối giữa nó, và cái quan trọng nhất chính là cái việc đảm bảo về an toàn sức khỏe cho các con trong cái mùa dịch này. Tức là cái vấn đề sức khỏe vẫn rất là quan trọng. Thực ra là chúng ta phải an toàn, chúng ta phải có sức khỏe chúng ta mới học tập được. Thì để tiếp nối cái ý của cô Mai Quỳnh vừa chia sẻ thì cô Kiều Anh, cô có thể chia sẻ một chút xem phụ huynh nào có thế nào để có thể là có những cái lời khuyên và những cái nhắc nhở con em mình để có thể an toàn trong cái thời gian nghỉ ở nhà không, thì có thể chia sẻ một chút. Lời đầu tiên thì mình xin được gửi lời chào tới các quý phụ huynh cũng như là các bạn học sinh ở trên toàn quốc đang theo dõi chương trình. Thế thì như cô Mai Quỳnh cũng đã vừa nói thì đúng là trong thời gian này an toàn phải là cái ưu tiên được đặt lên hàng đầu. Và bởi vì cái thời gian này các bạn đang được nghỉ học nên là cũng có một số bạn thì sẽ nghỉ phòng tránh dịch ở tại nhà, hoặc là cũng có một số trường hợp là các bạn sẽ về quê ở với các ông bà. Thế thì dù là ở thành phố hay là có về quê thì quý phụ huynh cũng cần phải hướng dẫn cũng như là nhắc nhở các bạn ấy những cái cách, các cái biện pháp mà phòng tránh dịch phải nhắc một cách thường xuyên đấy ạ. Vì các bạn nhỏ thì thường là mau quên và tức là các bạn ấy cái độ tập trung không cao. Thực ra thì các cái biện pháp để phòng chống dịch này thì mình thấy rằng là Bộ Y tế cũng như là các cái các cơ quan lãnh đạo cũng đã thực hiện được rất là tốt. Thế nhưng mà qua cái chương trình này thì mình cũng có thể nhắc lại, nhắc nhở bố mẹ để bố mẹ có thể chú ý hơn, hướng dẫn các bạn như là đeo khẩu trang thường xuyên này khi đi ra ngoài hay là khi tiếp xúc với cả mọi người, và đặc biệt là phải rửa tay đúng cách. Và bên cạnh đó thì khi mà các bạn thấy rằng là có phải dặn dò các con là nếu như có những cái dấu hiệu của bệnh như là ho này, sốt này, thấy đau họng hay là mệt mỏi thì cần phải báo ngay lại cho bố mẹ, ông bà để có cái những cái biện pháp xử lý kịp thời. Đó. Thế thì thực ra thì những cái biện pháp này không phải chỉ cứ trong cái thời gian bị bệnh dịch chúng ta mới phải thực hiện, mà đặc biệt là phải trong thường xuyên đúng không? Trong mọi lúc mọi nơi. Thì hy vọng là kể cả sau những cái đợt dịch như này thì cái việc mà bảo vệ sức khỏe cũng như là giữ gìn vệ sinh cá nhân ấy sẽ hình thành cho các con thành một thói quen, luôn luôn giữ cho mình được những cái thói quen tốt như vậy. Vâng ạ, thì quay lại một chút là chúng ta đã cần phải giữ gìn an toàn rồi, và một điều mà phụ huynh cũng quan tâm sau cái yếu tố an toàn là yếu tố học tập của các con. Thực ra là bình thường, thông thường như mọi năm thì đây sẽ là thời điểm các con đang học kỳ 2 rồi. Và vừa rồi là chúng ta có một kỳ nghỉ Tết và sau lại nghỉ, hiện tại đến cái thời điểm hiện tại là cũng vào khoảng 2 tháng rồi. Và với diễn biến dịch khá là phức tạp như hiện tại thì tôi nghĩ là cũng có thể là các con cũng chưa biết được đến bao giờ mới có thể quay trở lại trường học. Thì cô Mai Quỳnh có thể chia sẻ thêm cho các phụ huynh và học sinh về những cái phương pháp
có thể học tập cũng như cái lộ trình học tập tại nhà làm sao. Tại vì thực ra là các con học ở tại nhà thì không có bố mẹ ấy, thì có thể ở đôi khi cũng sẽ rất là khó, bố mẹ rất là loay hoay. Như là chúng ta đã biết thì cái mùa dịch là các con đã nghỉ gần 2 tháng. Nếu như mà trong cái khoảng thời gian thông thường mọi năm ấy, thì bây giờ là các con đang bước vào giai đoạn gần giữa học kỳ 2. Tức là các con đã đi được một cái lộ trình kiến thức tương đối là dài, rộng trong năm học rồi. Vậy thì khi mà nghỉ dịch như vậy, các con không được củng cố rèn luyện thường xuyên, chắc chắn là sẽ xảy ra một cái tình trạng đó là bị quên, bị hao hụt về kiến thức. Và khi quay trở lại trường thì sẽ gặp một cái điều đó là các con sẽ rất là khó khăn để quay trở lại với cái nhịp sống hay là cái nhịp học tập hàng ngày như mọi năm. Vậy thì tôi xin chia sẻ một chút về cái lộ trình mà phụ huynh nên xây dựng cho các con. Thì với cái lộ trình này thì chúng ta nên chia ra làm các đối tượng học sinh. Tức là ngay từ bản thân bố mẹ nên xác định rằng con nhà mình sẽ ở cái mức độ kiến thức như thế nào. Ví dụ là thông thường ấy thì sẽ có 3 cái đối tượng học sinh. Đối tượng học sinh mà ở cái mức kiến thức rất là tốt, các con nắm chắc kiến thức cơ bản, học tập rất là vững trong suốt những năm học vừa qua, thì ở cái giai đoạn dịch như thế này thì bố mẹ sẽ xây dựng cho con một cái lộ trình, đó là sẽ giúp con học các cái phần kiến thức nâng cao hơn của học kỳ 1. Tức là sẽ học nâng cao lên so với học kỳ 1. Rồi các bạn cũng có thể tiếp cận luôn vào các mảng miếng kiến thức mới trong học kỳ 2. Còn cái đối tượng thứ hai là đối tượng học sinh khá. Thì với đối tượng học sinh khá thì lại không nên đi vào cái phần là các con nghiên cứu vào các cái kiến thức mới trong học kỳ 2. Mà bản thân các con nên đi xuyên suốt lại xem cái bài tập của học kỳ 1. Chúng ta cần củng cố, ôn luyện lại, làm lại nhiều lần cho thật chắc. Đó, thì với học sinh khá là như vậy. Còn với một cái đối tượng học sinh rất đặc biệt thì đó là cái đối tượng học sinh mà các con đang bị mất gốc kiến thức, mất cái nền tảng căn bản, thì mình sẽ quy nợ cái đối tượng này vào cái lứa học sinh gọi là bên dưới khá một chút, học sinh trung bình khá. Đó, thì các con lại là một cái giai đoạn vàng. Mình phải công nhận là cái thời gian này lại là một cái giai đoạn vàng cho các bạn ở cái đối tượng đó. Vì sao? Vì là các bạn sẽ có một cái khoảng thời gian rất dài để có thể ôn luyện, củng cố, cũng như là sẽ lấy lại các cái kiến thức mà mình đã bị hao hụt trong suốt những cái năm học vừa qua. Nó cũng là một cái cơ hội để các bạn được. Thế nên là mình mới khẳng định lại một lần nữa là bố mẹ nên xác định đúng về cái lực học của con mình, xác định chính xác để chúng ta có thể xây dựng cái lộ trình thật phù hợp cho con. Chứ chúng ta cũng không thể nào mà ép con quá, tại vì thực ra là tâm lý các con mà được ở nhà thì cũng không thể nào mà có cái tâm lý sợ như ở trên trường được. Dù sao là cũng có cái sự thoải mái hơn, nhưng mà đương nhiên bố mẹ phải xác định cho con mình đang học được học như nào và mình mong muốn là thời gian này bổ sung được đến mức độ như thế nào. Đúng không ạ? Chứ không thể nhồi con quá được. Vâng ạ. Vấn đề học tập này, vấn đề sức khỏe đều là những vấn đề mà đang rất rất quan tâm của phụ huynh. Vậy thì còn vấn đề vui chơi giải trí của con thì sao, là một cái nhu cầu mà không thể thiếu. Vâng, rồi. Những cái hoạt động vui chơi giải trí sẽ giúp các con phát triển tư duy, kỹ năng, các kỹ năng là làm cho tinh thần của các con sẽ thoải mái hơn. Các bạn sẽ được cân bằng hơn. Thế thì mình cũng xin chia sẻ thêm một chút về cái vấn đề này. Thế thì như cô Mai Quỳnh đã nói thì đây cũng là cái cơ hội để các bạn ý được củng cố này, được rèn cái kỹ năng tự học. Thế thì thực ra thì học ở nhà thì cũng là rất tốt đấy ạ. Nhưng mà bố mẹ thì cũng nên là đừng có ép các con quá, mà nên duy trì cho các bạn ý hàng ngày sẽ học cái lượng kiến thức nhất định, hoặc là sẽ học ở trong một cái khung giờ nhất định nào đó. Thế thì ngoài ra cũng là một cái cơ hội mà các bạn thì có nhiều cái thời gian hơn, không phải học cả ngày ở trên trường, xong rồi tối hay cuối tuần lại phải đi học thêm nữa. Thì cũng là cái khoảng thời gian mà các bạn thì sẽ trau dồi này, trang bị thêm những cái kiến thức, những cái kỹ năng khác. Ví dụ như là ở nhà thì có thể hỗ trợ bố mẹ thêm các công việc nhà, cũng là cái khoảng thời gian mà các con sẽ dành được làm thêm được nhiều những cái điều mà các con yêu thích. Nói về sở thích như là đọc sách, đọc truyện này, chơi các cái trò chơi, cũng có thể là trò chơi trí tuệ hoặc là trò chơi vận động, hoặc là có thể mình rất khuyến khích các bạn, tức là hãy cố gắng là học thêm các công việc nhà, ví dụ như là nấu cơm này, hay là tập luộc rau rán trứng gì đấy chẳng hạn, cùng với bố mẹ. Và bình thường thì các bạn thì sẽ rất là bận rộn với cái việc học rồi, thì đây cũng là cái khoảng thời gian mà để có thể trau dồi thêm những cái kỹ năng này, vì nó cần thiết cho cuộc sống mà. Đó, thì nếu con làm tốt thì bố mẹ hoàn toàn hãy cứ hưởng ứng và khích lệ con bằng những cái phần quà.
thì thường trẻ con thì sẽ rất là hào hứng với những cái thử thách được đặt ra và khi được hoàn thành sẽ được khen thưởng. Thì bố mẹ có thể nắm vào cái điểm tâm lý đấy của các bạn trẻ con để mà có thể có những cái nhiệm vụ và có những cái phần thưởng phù hợp. Vâng ạ, vừa rồi là những cái chia sẻ rất là hữu ích của cô Mai Quỳnh dành cho phụ huynh và học sinh về cái lộ trình học tập tại nhà cho học sinh, và những cái lộ trình đấy thì sẽ phù hợp với từng cái đối tượng và cái khả năng tức là cái mức học của các bạn học sinh ở khác nhau thì sẽ có cái lộ trình học cho phù hợp. Tiếp theo thì chắc là tôi cũng như rất nhiều phụ huynh trên khắp cả nước cũng đang rất là thắc mắc, thì với các em học sinh thì đang được nghỉ học thì không biết là các thầy cô trong thời gian này thì sẽ làm gì, có những hoạt động gì trong thời gian các bạn được nghỉ học? Đây cũng là một cái thắc mắc chung. Mình cũng thấy rằng trên mạng xã hội gần đây là có rất nhiều câu hỏi từ phía phụ huynh học sinh trên các diễn đàn, các cộng đồng phía cha mẹ phụ huynh học sinh. Có hỏi, đặt một cái câu hỏi là thế giáo viên trong mùa dịch này thì sẽ nghỉ và làm gì? Thế với riêng bản thân mình thôi, mình chưa nói đến các thầy cô khác, bởi vì mình cũng không biết rằng là các thầy cô khác có đang triển khai các cái hoạt động học, dạy và học như mình không. Nhưng bản thân mình hay là một số trường, mình biết rằng là hiện tại các trường đều đang triển khai cái hình thức học trực tuyến. Và bản thân mình thì mỗi tối mình vẫn dạy trực tuyến cho các con, dạy online cho các con qua các phần mềm hỗ trợ như là livestream qua Facebook hoặc là qua phần mềm Zoom, Class, Meeting. Hay là ngay như bây giờ đấy thì Bộ Giáo dục và Đào tạo, một cái thông tin mới nhất đó là ở sáng nay thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã đưa ra một cái văn bản chính thức, đó là khuyến khích toàn thể các bạn học sinh cũng như là các trường sẽ cho các con học tập trực tuyến qua Internet hoặc qua truyền hình. Thì cái này cũng là một cái tin vui mà mình thấy rằng hệ thống giáo dục học mãi cũng đã đón đầu được cái việc khắc phục hậu quả mùa dịch cho các con, là hệ thống giáo dục học mãi đã phối hợp với đài truyền hình kỹ thuật số VTC sản xuất một cái chương trình lớp học không khoảng cách. Chương trình này sẽ là một cái chương trình mà phát sóng trực tiếp và hoàn toàn miễn phí trên kênh VTC11, VTC8 dành cho các bạn học sinh lớp 5, lớp 9 và lớp 11 với các môn là toán, văn, Anh. Như vậy là đã khi mà các con theo dõi cái chương trình này hàng ngày thì cũng phần nào đã được củng cố lại một chút về cái kiến thức mà các con đang rơi rụng dần trong cái mùa dịch Covid-19 này. Thì không chỉ riêng bản thân mình đâu mà thực ra là đến các con cũng mong lắm cái việc mà được ngồi được học tập cùng nhau, có bạn, có bè, có thầy, có cô, đúng không ạ? Còn ở nhà một mình chắc là các bạn cũng buồn lắm. Thế nhưng mà mặc dù là trong cái thời gian qua cái việc dạy online, học trực tuyến qua Internet, qua truyền hình đã trở thành một cái hình thức học tương đối là phổ biến, nhưng vẫn có rất nhiều cái thắc mắc từ phía phụ huynh học sinh đặt câu hỏi cho mình rằng học tập trực tuyến như vậy thì phải học như thế nào cho hiệu quả? Vâng, có thể thấy là những ngày gần đây thì cái vấn đề tôi cũng theo dõi ở rất nhiều các cộng đồng của phụ huynh cũng như các cộng đồng cho các bạn học sinh nhé, thì có thấy là cái vấn đề học trực tuyến thì cũng được rất là nhiều phụ huynh quan tâm. Thực sự là rất nhiều phụ huynh nên có hỏi là có chương trình học cho con lớp 3, lớp 4 hay lớp 5, hay là có tài liệu ôn thi cho các bạn học sinh lớp 5 hay không. Đó là rất nhiều những cái nội dung như thế thường được rất là nhiều các phụ huynh vàng và quan tâm và đón đầu. Thì có thể thấy là thời điểm này thì cái vấn đề học trực tuyến và hiệu quả của học trực tuyến đang được phụ huynh rất là quan tâm để mà xem có thể áp dụng cho con mình không, và học như thế nào để cho nó hiệu quả và phát huy tối đa được những cái lợi ích của cái phương pháp học trực tuyến này. Tiếp theo sẽ là những cái thắc mắc của phụ huynh về cái hình thức học trực tuyến ấy. Thì tôi nghĩ với câu hỏi này thì cô Kiều Anh sẽ rất là phù hợp để trả lời cho các phụ huynh. Đó là một yếu tố mà rất là lăn tăn của các phụ huynh, đó là yếu tố tương tác. Khi mà phụ huynh sẽ nghĩ là học trực tuyến sẽ không thể nào mà tương tác hoặc là giảm cái mức độ tương tác hơn so với cái hình thức học truyền thống, thì cô có thể giải đáp những cái vấn đề này cho phụ huynh không ạ? Vâng, thì để trả lời cho cái thắc mắc này ấy, thì thực ra mình cũng là người mà đã có những cái trải nghiệm từ cả những cái lớp dạy trực tiếp cho tới những cái lớp dạy online trực tuyến. Thì nói đến cái vấn đề tương tác thì mình thấy rằng thực ra nó cũng không có rào cản nào lớn quá đâu. Nói đến rằng là cái việc là học trực tiếp hay là học trực tuyến online ấy, thì nó chỉ là cái vấn đề về cái không gian thôi. Còn kể cả các bạn học về học trực tuyến ở trên qua mạng, cô trò nhìn nhau qua màn hình, nhưng mà hoàn toàn là có thể đặt câu hỏi cho các bạn này, các bạn
trả lời cô, hoặc là các bạn có những cái thắc mắc gì đó thì cô cũng có thể hoàn toàn là có thể tương tác trả lời lại cho các bạn. Và thậm chí rằng mình thấy là một cái lợi ích khi mà học qua mạng online như thế thì cô có những cái nguồn tài liệu hay cũng rất dễ để có thể chia sẻ được cho các bạn. Đó thì việc là học trực tuyến thì các bạn hoàn toàn có thể chủ động hỏi được cho các cô, các thầy cô giáo cũng có thể là trả lời được thường xuyên và rất là tương tác 24/7 luôn đấy. Tôi cũng có một chút con số, một vài con số để cho các phụ huynh có thể tham khảo thêm. Đó là ví dụ như cái hệ thống của Học Mãi thì mỗi tháng có thể thu được đến hàng 3-4 nghìn cái lượt hỏi bài liên tục các bạn học sinh gửi về hàng ngày, và thường thì sẽ được giải đáp kịp thời, tức là các bạn có thể đặt câu hỏi và có những thầy cô và những biên tập viên có thể giải đáp cho các bạn ngay, thì cái điều đó thì hoàn toàn có thể hỗ trợ được các bạn, chứ không thể là cái vấn đề là không có người để hỏi hay là không thể tương tác được với các thầy cô. Cô Kiều Anh. Vâng, thì cái vấn đề này thì thực ra là cũng không phải là cứ chỉ có các cô trò sử dụng một cái ứng dụng, một cái thiết bị nào đó để có thể dạy và học trực tuyến, mà mình thấy rằng là bây giờ cũng có rất nhiều các thầy cô sử dụng các cái phương pháp nó hỗ trợ từ công nghệ, như là các buổi livestream này, chất lượng cũng rất tốt, mà bản thân thầy cô cũng như là các bạn học sinh không phải di chuyển, đặc biệt là trong cái thời gian mà chúng ta cần phải tránh hạn chế đi ra ngoài như thế này, các bạn học sinh thì cũng rất dễ dàng có thể xem lại các cái bài giảng hoặc là những cái đoạn video clip mà các thầy cô chia sẻ kiến thức như thế. Mình thì mình cũng có theo dõi và thấy rằng là ở trên fanpage của Học Mãi tiểu học này hay là trường cơ sở thì cũng thấy rằng là fanpage cũng lượng tương tác cũng rất là cao, và đặc biệt là mình thấy nội dung có sự chọn lọc và cái những cái tài liệu mà cái Tết của Học Mãi đưa lên ấy, thì những cái tài liệu rất là hay, nó đánh vào đúng những cái trọng tâm mà học sinh cần phải chú ý trong một cái lượng kiến thức nó rất nhiều như vậy, thì cái thời gian này các bạn cũng sẽ được củng cố hơn. Ngoài ra ấy, thì mình thấy rằng là việc tương tác ở qua Facebook này nó cũng rất là tiện, bởi vì mình thấy rằng bây giờ hầu như bố mẹ phụ huynh ai cũng có dùng Facebook cả, và đúng rồi, và thậm chí là cả các bạn học sinh, mình có những bạn học sinh lớp 4, lớp 5 là các con đã có Facebook rồi, và nhiều khi mà các bạn có gì thắc mắc muốn hỏi cô là có thể nhắn tin trực tiếp ngay, thì mình thấy rằng là bố mẹ không cần phải băn khoăn về cái việc là kém tương tác khi mà học trực tuyến như thế này đâu, mà chúng ta bây giờ thời đại 4.0 rồi, hãy hoàn toàn có thể sử dụng được những cái ưu thế, những cái lợi thế mà nó mang lại. Vâng ạ, tôi nghĩ thì chỉ chúng ta có thể khuyến khích con em mình có thể chủ động tích cực hơn, có thể là chủ động đặt những câu hỏi. Tuy nhiên thì chỉ có một lưu ý chút là bố mẹ chỉ cần gọi là quản lý con, đúng quản rồi. Lý xem con dùng nó như thế nào thôi, và con có những cái nội dung gì nó không đúng với lứa tuổi hay không thôi. Chứ còn thực ra thì khi mà con có thể biết công nghệ, con có thể tiếp cận với những hình thức học hiện đại trong cái phạm vi mà bố mẹ quản lý được thì nó sẽ là rất là tốt. Vâng ạ, tiếp theo là một câu hỏi nữa mà chắc chắn là không chỉ phụ huynh và sẽ còn rất nhiều người, những người mà không chưa có con cũng sẽ đang rất là lăn tăn về những cái vấn đề, đó là hình thức học trực tuyến được có chất lượng không? Thật sự là như thế. Mình có thể chia sẻ được về cái vấn đề chất lượng khi mà tham gia học và giảng dạy trực tuyến. Thì đây cũng là một cái thắc mắc rất là lớn từ phía phụ huynh học sinh. Vậy như thế nào thì được gọi là chất lượng? Thì chất lượng trong quá trình học ở Việt Nam thì sẽ được đánh giá qua hai cái thông số. Thứ nhất đó là cái việc nắm được kiến thức từ phía các con bao nhiêu phần trăm. Và thứ hai nữa thì có rất nhiều phụ huynh học sinh cũng như là các thầy cô giáo ở thời điểm hiện tại vẫn còn đánh giá cái chất lượng của việc học và dạy qua những cái điểm số. Vậy thì với cái việc học trực tuyến của hệ thống giáo dục Học Mãi thì toàn bộ cái việc này hệ thống đang kiểm soát được về chất lượng của các con bằng cách nào? Thứ nhất là về cái việc tiếp thu của các con thì thầy cô luôn là những cái người cập nhật những kiến thức rất là mới, những kiến thức rất là trọng tâm, những gì căn bản nhất và cần thiết nhất với các con thì thầy cô đã đúc kết lại thành những cái bài giảng rất là cô đọng và xúc tích. Đó là cái vấn đề về cái khả năng tiếp thu, nó sẽ không bị dài dòng, các con sẽ dễ dàng, linh hoạt, có thể thống kê được, tổng kết được cái kiến thức của mình sau mỗi một cái khóa học. Thế còn cái vấn đề thứ hai nữa đó là về đánh giá trên điểm số. Thì hệ thống giáo dục Học Mãi đã xây dựng được một cái nền tảng đánh giá các con qua các bài kiểm tra online. Tức là các con có thể làm, có tính về thời gian, đúng rồi, có tính về thời gian rồi các con cũng
trực tiếp như là các bạn đang học ở trên trường thôi, sẽ có cái đánh giá về điểm số cho các con. Yeah. Nên là mình thấy rằng là online bây giờ thì nó cũng đang trong có một cái quá trình là phát triển toàn diện và đầy đủ. Nó đã giống như là mô hình của một trường thu nhỏ rồi. Đúng rồi. Nhưng mà nó chỉ khác biệt một cái thôi, đó là nó sẽ trực tiếp qua internet và nó sẽ khắc phục được khoảng cách về không gian. Có thể nói thì off thì sẽ là trên không gian về mình có thể nhìn thấy được, còn online thì sẽ là trên không gian mạng. Nó chỉ khác nhau như vậy thôi, và nó vẫn có đầy đủ tất cả những dịch vụ, yếu tố để có thể đánh giá được như một giải pháp toàn diện. Vâng ạ. Có lẽ thì những cái chia sẻ của cô Mai Quỳnh cũng sẽ phần nào giúp cho các phụ huynh còn đang lăn tăn về phương pháp học online sẽ có thể hiểu hơn được về cái hình thức học online cũng như là cái phương pháp học mà đang được Bộ Giáo dục đang rất là khuyến khích, và nhất là trong cái thời điểm này thì có lẽ thì học online hay là học trên truyền hình sẽ là một cái hình thức mà không thể nào mà có lựa chọn khác được, bởi vì các con không thể đến trường được đó. Thì tiếp theo thì tiếp nối một cái ý mà lúc nãy tôi có thêm vào với cô Kiều Anh ấy, đó là cái vấn đề kiểm soát con. Thì thực ra thì đúng là kể cả như bản thân tôi hay cô Mai Quỳnh đó, thì nếu mà có con mà học cái online nó sẽ luôn lăn tăn một cái yếu tố, đấy là làm sao để quản lý con được. Tức là phương pháp rất hay nhưng mà mình phải quản lý để cho tránh được những cái tác động bên ngoài, ví dụ như phim ảnh hay trò chơi. Thì cô có thể chia sẻ thêm để cho giúp phụ huynh có thể có cái cách để quản lý con. Vâng, thì thực ra như mình thấy bây giờ thì cũng rất nhiều những cái trung tâm này, đặc biệt là những cái trường học thì họ cũng đã có một cái hệ thống để họ có thể thông báo những cái kết quả học tập dành cho con, cũng như là đặc biệt là qua học việc học online đấy, rất nhiều trường đã triển khai trong cái mùa dịch này, và để bố mẹ có thể quản lý được con cái việc là các bạn đi sử dụng mạng internet rồi hay sử dụng máy tính, liệu các bạn có đúng là các bạn học không hay là các bạn sử dụng ở mục đích khác, thì bố mẹ sẽ cần phải có một cái gần như là ra một cái luật cho con. Nói mình luật thì nghe thì hơi nặng nề, nhưng mà thực ra thì đúng là phải có một cái quy định cho các bạn ý, để làm sao cho các con biết là trong khoảng thời gian này, ở từ đầu buổi học là con sẽ phải học những cái nội dung lượng kiến thức như thế này, đến cái khoảng thời gian này thì bố mẹ sẽ kiểm tra xem là, tức là mình sẽ phải có một cái kết quả để đánh giá là có đúng là con đã học ở trong cái thời gian đấy không. Ngoài ra nữa thì cái việc học trực tuyến này thì mình cũng nghĩ là nó cũng sẽ giúp cho các bạn ý hình thành được cái thói quen tự chủ động trong cái công việc học của các bạn ý. Nghỉ dài thì thực ra các bạn chỉ thích ban đầu thôi, còn về sau thì kiểu gì cũng chán mà, thì nên giao cho các bạn ý vừa là để các con được bổ sung kiến thức cũng như là một cái nhiệm vụ cho các bạn ý. Các con sẽ được tự lập hơn trong cái việc là mình sẽ học cái gì đó, các bạn ý sẽ được lựa chọn. Bố mẹ nên để cho các bạn đi chủ động, ví dụ ngày hôm nay lên sẵn một cái thời khóa biểu đi, nó sẽ không phải là các môn cụ thể giống như ở trên lớp, nhưng hôm nay con muốn học gì trước, bố mẹ sẽ phân bố thời gian cụ thể để tránh những cái khoảng thời gian trống không biết được con làm gì, thì bố mẹ và con nên có sự thống nhất ngay từ đầu để cho cả bố mẹ cũng yên tâm là con đang học cái như thế, và các bạn nhỏ thì cũng sẽ biết được là mình cần phải tập trung vào cái nào để nó có hiệu quả. Rõ ràng là chúng ta luôn phải có một cái lộ trình và có một cái gọi như một chút là thời khóa biểu hàng ngày con làm gì và con hoàn thành như thế nào và tối về bố mẹ sẽ kiểm tra. Thì với cái hình thức như vậy, ngoài ra thì trên những cái hệ thống học online thì hoàn toàn bố mẹ có thể theo dõi được trên hệ thống luôn, ví dụ con học thời lượng bao nhiêu, hôm nay con vào on lúc nào, hay là cái con có hoàn toàn có thể kiểm soát con vào ứng dụng nào, và mình không cài đặt những cái ứng dụng khác thì con chỉ có thể học được trực tuyến thôi. Thì tôi nghĩ cái việc mà quản lý trong cái thời điểm này nó không hề khó khăn nếu mà bố mẹ hiểu một chút về công nghệ và hiểu về bản chất về cái phương pháp học online. Sẽ có hai câu hỏi mà các dành cho đúng những gì mà cô Mai Quỳnh đang dạy với kiến thức cho đối tượng mà học sinh lớp 5. Đó là với học sinh lớp 5 hiện tại thời điểm mà các bạn ấy dù nghỉ thế nhưng mà lại là học sinh cuối cấp, và trước mắt các bạn ấy vẫn có thể là có kỳ thi và kỳ xét tuyển để vào lớp 6, thì đây là nhóm đối tượng có thể là sẽ lo lắng cái việc học hơn. Thì cô có thể tư vấn cho các phụ huynh về cái vấn đề xem với các bạn học sinh lớp 5 tại thời điểm này thì sẽ lên học những gì, và hai là sẽ cần có một cái kế hoạch ôn tập như thế nào. Lớp 5 là một cái bậc, một cái khối lớp rất là quan trọng với bậc tiểu học, bởi vì ở cái giai đoạn này các con sẽ chuyển tiếp tiểu học sang trung học cơ sở, và khi mà các bạn lớp 5 bước sang giai đoạn trung học cơ sở thì các bạn sẽ trải qua một cái quá trình, hoặc là với những bạn mà theo đúng tuyến thì các con sẽ cần phải xét tuyển theo cái kết quả học tập của chương trình lớp 5, hoặc là những bạn mà muốn thử cái khả năng của mình thì các con có thể tham gia dự thi tuyển vào các trường chất lượng cao hay là trường chuyên ấy. Thì
mình cũng có một cái đó là phụ huynh học sinh của các bạn cuối năm. Tuy rằng trong cái thời gian nghỉ dịch nhưng không thể chủ quan được, bởi vì cái giai đoạn xét tuyển của chúng ta thì vẫn sẽ diễn ra vào cuối năm học thôi, không thể nào mà hoãn sang năm được, đúng không ạ? Thế nên là cái việc học của các con rất là quan trọng ở cái thời gian này. Với những bạn mà tham gia xét tuyển thì phụ huynh học sinh vẫn cố gắng là củng cố cho các con, xây dựng cho các con một cái lộ trình học thật phù hợp, ôn tập củng cố kiến thức. Bởi vì là sau khi mà các con bước vào năm học, bước vào cái giai đoạn quay trở lại việc học ở trường, thì cái kiến thức học kỳ 2 sẽ tiếp tục diễn ra, và nó, cái điểm số hay là cái kết quả của học kỳ 2 lại là một cái con số rất là quan trọng để đánh giá cái học bạ của các con trong suốt quá trình trường học. Còn với những bạn mà tham dự thi tuyển thì đây là một cái thời gian cũng như là một cái cơ hội vàng để các con có thể củng cố ôn luyện các bài toán nâng cao theo chuyên đề, để có thể tham gia được theo đúng lịch, đúng cái lộ trình mà bản thân các con cũng như là bố mẹ đã đặt ra cái mục tiêu từ đầu năm. Lại quay lại câu chuyện là chúng ta xác định mục tiêu của chúng ta là gì thì chúng ta sẽ cho con những cái lộ trình học nó phù hợp với thế, đúng không ạ? Chúng ta biết là mục tiêu là chúng ta vào những cái mức độ là những cái trường mà trường xét tuyển thì chúng ta cần phải củng cố kiến thức. Còn nếu mà chúng ta muốn vào những trường chuyên, những cái trường mà có thể là phù hợp với cái năng lực và cái mong muốn của bản thân thì chúng ta cần phải ôn luyện rất là, có thể thời điểm này là phải bắt đầu tăng tốc rồi, chứ không phải là vừa học vừa nghỉ dịch nữa, đúng không cô? Vâng, thì còn với có một nhóm đối tượng đấy là các bạn học sinh nhỏ hơn, là học sinh lớp 3. Thì với cô Kiều Anh thì cũng được rất là nhiều các bạn học sinh yêu mến với hình ảnh là cô giáo rất là hay truyền cảm hứng cho học sinh, có những cái ví dụ rất là vui, tươi trong bộ môn ngữ văn. Thì cô có thể chia sẻ cho các phụ huynh thì với nhóm đối tượng các bạn học sinh nhỏ hơn như lớp 3, lớp 4 hay lớp 2 thì có thể là sẽ học tập như thế nào trong thời điểm này? Vâng, thế thì lúc vừa rồi thì cô Mai Quỳnh có đưa ra những cái lời khuyên dành cho các bạn lớp 5. Thế thì cũng may hơn một chút, đấy là các bạn lớp 2, lớp 3, lớp 4 thì lại chưa phải vào cái giai đoạn đấy, là các bạn ấy phải có một cái sự chuyển cấp, tức là các con phải ôn luyện rồi có một cái kỳ thi đánh giá gì đó. Thì cô thì rất khuyến khích cho các bạn lớp 2, lớp 3, lớp 4 thì trong cái thời gian này các bạn không bị có quá nhiều những cái sức ép từ những việc là học bài tập ở trên lớp này hay là ở những cái lớp học thêm. Thì cô cũng muốn là các con hãy dành thêm nhiều thời gian để đọc sách này, đặc biệt là những cái tác phẩm kinh điển, những cái cuốn sách đấy thì mình cũng rất mong muốn là bố mẹ hãy dành thời gian học đọc sách cùng con. Bố mẹ có thể trao đổi, đó cũng sẽ là những cái nguồn kiến thức giúp cho các bạn ý mở rộng thêm được cái vốn từ ngữ này, cái khả năng tư duy, cho các bạn ý có được một cái trí tưởng tượng rất là tốt, mà nó hỗ trợ không phải là chỉ để cho các con học văn sau này đâu, mà nó là giúp nuôi dưỡng, nó bồi dưỡng luôn được cả cái nhân cách, cái tâm hồn cho các bạn ý đấy. Thế thì mình cũng luôn luôn nói với cả các bạn học sinh của mình đấy là các con hãy cố gắng đọc sách thật nhiều vào. Và thường thì mình cũng hay chia sẻ với cả các bố mẹ phụ huynh những cái đầu sách mà các con có thể đọc. Bây giờ thì cái việc Internet này hay là TV truyền hình nó cũng phát triển rất nhiều những cái kênh thông tin cho các bạn học sinh có thể tham khảo. Thế thì nhưng mà cô nghĩ là việc đọc sách thì vẫn là quan trọng, nên có trong cái thời gian biểu của các bạn. Ngoài ra thì bởi vì thực ra cô cũng rất muốn là khuyên các bạn ý là nên ra ngoài vận động một chút, thế nhưng mà bởi vì cũng do bệnh dịch nên là cũng hạn chế tới những nơi thoáng đãng thôi, có những cái buổi vận động cho nó thoải mái, vì ở trong nhà suốt cũng rất là khó chịu. Ta có thể tìm kiếm những không gian thoáng đãng, và khi đi thì chúng ta sẽ tuân thủ đeo khẩu trang, vệ sinh hoàn toàn có thể. Chứ thực ra nếu mà 2 tháng rồi mà cứ nhốt các con ở trong nhà, đúng rồi, cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng mà quan trọng nhất là khi ra ngoài thì chúng ta phải có ý thức bảo vệ cho chúng ta và cho cộng đồng. Thì tôi nghĩ là đấy là những cái điều mà phụ huynh cần phải trang bị cho con để bảo vệ bản thân mình và bảo vệ những người xung quanh. Thì vừa rồi cũng là những cái chia sẻ rất nhiều những cái chia sẻ hữu ích của hai cô về những cái vấn đề học tập, về những cái vấn đề vui chơi giải trí, làm sao trong cái thời điểm ở nhà có thể con vẫn có thể cân bằng tất cả mọi thứ, an toàn sức khỏe, học tập tốt và có thể duy trì được những cái nếp sinh hoạt, làm sao giúp con sau này quay trở lại cái nhịp học mà không bị bỡ ngỡ quá và cũng không bị rơi rụng kiến thức quá nhiều. Và như thế thì các con sẽ rất là vất vả khi mà bước trở lại học kỳ 2 sẽ rất là uể oải nếu như không trong suốt cái thời gian nghỉ mà con không duy trì một thói quen học tốt. Thì cũng rất là cảm ơn hai cô đã đến tham dự cái buổi chia sẻ và giao lưu trực tuyến ngày hôm nay với phụ huynh và các bạn học sinh. Thì hy vọng là trong thời gian tới thì các cô sẽ có tiếp tục những chuyên đề cũng như những cái nội dung mà có thể kịp thời
kịp thời chia sẻ với các bạn học sinh cũng như các phụ huynh để làm sao để mục tiêu nhất đấy là như đúng như cái chủ đề ngày hôm nay, đó là học tập an toàn và hiệu quả trong mùa dịch. Vâng ạ, rất cảm ơn hai cô ạ. Vâng ạ. Vâng ạ. Vâng ạ.